Và kính thưa quý vị, sau đây là bản tin cuối. Uber sắp có dịch vụ xe tự lái. Uber đã hợp tác với Cruise, một công ty khởi nghiệp về xe tự lái thuộc sở hữu của GM. Theo đó, Cruise sẽ cung cấp xe tự lái Chevy Bolt cho Uber vào đầu năm 2025. CEO của Uber, Dara Khosrowshahi, ra thông cáo viết là nền tảng di chuyển và phân phối lớn nhất. Chúng tôi tin rằng Uber có thể đóng một vai trò quan trọng trong việc giúp giới thiệu công nghệ tự lái một cách an toàn và đáng tin cậy cho người tiêu dùng và các thành phố trên khắp thế giới. Chúng tôi rất vui mừng được hợp tác với Cruise và mong chờ được ra mắt dịch vụ mới trong năm tới. CEO của Cruise, Mark Whitten, tuyên bố, chúng tôi rất vui mừng được hợp tác với Uber để mang lại lợi ích của xe tự lái, an toàn, đáng tin cậy cho nhiều người hơn nữa, mở ra một kỷ nguyên mới về di chuyển trong đô thị. Đây không phải là lần đầu tiên Cruise giới thiệu xe taxi tự lái. Công ty trước đó đã được California cấp giấy phép vận hành taxi tự lái ở San Francisco. Tính đến cuối tháng 10 năm ngoái, thành phố này đã có gần 600 xe tự lái. Tuy nhiên, sau một loạt biến cố, trong đó có hai vụ liên quan đến người đi bộ, California đã rút giấy phép và cơ quan quản lý liên bang bắt đầu điều tra những chiếc xe này. Cruise cũng hoạt động ở Phoenix, Austin, Dallas, Houston và Miami và đã tự nguyện tạm ngưng mọi hoạt động tại các thành phố đó, triệu hồi gần 1.000 xe để hợp tác với các nhà điều tra. Đến tháng 6 năm nay, công ty đã bắt đầu đưa xe tự lái của họ trở lại hoạt động, trong lúc vẫn đang chờ kết quả đầy đủ của cuộc điều tra liên bang. Đây là một tin lớn nha. Tại vì lúc trước mình đã nghe là Cruise họ thử nghiệm những cái xe tự lái của họ, nhưng bây giờ họ hợp tác với Uber. Nghĩa là cái bản tin này năm tới thôi, 2015 là Uber sẽ đưa một loạt cái xe tự lái ra, thì như vậy thì sẽ ảnh hưởng rất là nhiều tài xế lái xe Uber. Là một cái điều cũng cảm thấy là không may lắm, tại vì nhiều người ta trông chờ vào cái công việc này. Nhưng mà trở lại đối với lại giới tiêu thụ của mình đó, thì câu hỏi đặt ra là Lưu Minh Châu có dám gọi một cái xe Uber mà tự lái như vậy hay là không? Hay là cảm thấy thích thú với công nghệ này không? Hay là cảm thấy sợ hãi là vẫn chưa quen lắm với công nghệ này? Vẫn chưa quen anh ơi. Em vẫn cảm thấy không an toàn nếu một cái xe pull up mà không có người lái. Minh Châu sẽ không cảm thấy đủ tự tin để bước lên cái xe đó. Anh Tâm tin rằng cái điều đó là cái tâm lý bình thường thôi. Người nào cũng cảm thấy sợ hãi khi mà những cái công nghệ nó mới quá, mình chưa quen. Nhưng mà nếu mình nghĩ kỹ lại đó, thì người lái nhiều khi rất là ẩu nha. Thành ra là cái xe tự được lái nó sẽ không ẩu, chỉ có điều là mình nằm, nó không có dừng lại đúng lúc thì sao? Tiên biết mình không đó, biết yếu tố về tâm lý thôi, nhưng mà thật sự những mà cái xe mình đã tin tưởng vào máy móc đó, thì cái máy móc nó chuẩn hơn con người. Con người nhiều khi đang lái xe còn nóng giận hay là còn cái này cái nọ kia và còn lái xe ẩu, còn cái xe tự lái nó được program đâu đó thì nó sẽ không có cái phần đó. Nhưng mà chính vì nó không có con người lái cho nên mình vẫn, tức là nhìn chung con người mình vẫn có cái sự nghi ngờ, mình cũng chưa quen lắm. Nhưng mà Thánh Tâm nghĩ rằng chỉ một thời gian ngắn thôi, một khi đã quen rồi đó thì mọi việc nó sẽ khác hẳn. Khi đã đủ sự tin tưởng cho máy móc đó. Nhưng mà nói thì nói như vậy để xem là nếu mà Uber tung cái dịch vụ ra đầu năm 2025 thì đến khi nào những cái khách hàng đại chúng như chúng tôi mới cảm thấy quen dần với cái công nghệ này. Lúc đó khi ra đường chắc sẽ bớt nói tiếng ngoại quốc hơn. Hay không chịu nói nhiều hơn. Bản tin vừa rồi đã kết thúc chương trình tin tức cuối tuần của Sài Gòn TV. Cảm ơn sự theo dõi của quý vị. Hẹn gặp lại trong chương trình kỳ sau. Xin kính chúc quý vị và gia đình một ngày Chủ nhật hạnh phúc. Xin kính chào tạm biệt.